Sáng 10 tháng 7, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiến hành lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng dương tính với ma túy ngay khi được phát hiện tại quán bar VIP Cloud ở khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và Công an phường Thống Nhất ập vào quán bar VIP Cloud, phát hiện nhiều thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc đinh tai, có nhiều người sử dụng ma túy. Khi thấy có lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhanh chóng ném ma túy xuống sàn để phi tang. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ 8 viên thuốc lắc, nhiều gói ma túy dạng hàng khay được các đối tượng ném vương vãi trên sàn nhà. Lực lượng công an đã đưa hơn 180 đối tượng có mặt trong quán bar về trụ sở làm việc để lấy lời khai. Kiểm tra nhanh thì nhận thấy có 29 đối tượng bị dương tính ma túy.